Xin chào các anh chị các bạn nhé Mời các anh chị các bạn trở lại cái video tiếp theo Đặc biệt là video về Táo các anh chị nhé Hết vải rồi Giờ là tập trung vào táo thôi Buổi chiều ngày mùng 7 tháng 7 2021 Qua rất nhiều ngày nắng Thì buổi chiều ngày hôm nay chúng em được một, Gọi là một cơn, cơn rông thôi Và mưa gọi là ướt ướt cỏ thôi Trong khi đó là dự báo mưa Cái đây mấy hôm rồi đây, đây, các anh chị này mưa rông gió nó lật hết cả lá táo ấy. đây lá nó nó lật trắng hết lên gió rất là mạnh các anh chị nhé thì thực sự là cơn cơn mưa này chờ lâu lắm rồi các bác ạ thực sự chờ rất là lâu rồi dù rằng đi nữa thì chắc là khả năng một hai hôm nữa còn dự báo có bão kìa phía dưới này vẫn còn cơn đen này các anh chị này cơn đen này rất là đen luôn đấy thì tình hình là chăm gọi là rất lâu ngày nắng thì lại có ngày mưa rồi đấy thì uh, mong lắm mong chờ như mẹ về chợ À, vườn nhà bác này thì bác ấy đã khoanh rồi các bác này lại đang ấy thì nhìn thấy thì bác cái khoanh rồi Đây. bác này vừa khoanh uh, hôm qua Đây, vườn của nhà bác này bác ấy khoanh hôm qua rồi này tất cả đã khoanh gốc rồi này nhà nói chung là uh, cái việc mà khoanh gốc này thì uh, mỗi người mỗi kinh nghiệm các bác nhé em hôm nay là bao nhiêu nhỉ âm lịch hôm nay là 25, 26 gì đấy, 27 gì đấy, em không không để ý lắm. À, thì khoảng tầm 3 4 hôm nữa thì em cũng sẽ khoanh nhá. Khoanh cảnh này thì non quá các bạn ạ. Khoanh cảnh này non quá, đây, cảnh này non quá. Thôi lại trở lại nhá. Thì khoanh thế nào sẽ em cũng sẽ hướng dẫn và nói rõ hơn về cái việc mà khoanh hay không khoanh nhá. Thì đó là kinh nghiệm thôi. Thế hôm nay em trả lại cái clip ngày hôm nay. Thực sự là đấy các bác nhìn thấy gió nó lật hết la táo đi Đấy, nhưng mà chúng em cột vào cái cành này cột vào cái vào cái cây này cái chị nhìn, cột vào cái cây này Đấy, tức là buộc cái cành năm nay ra quả thời điểm này đang là mùng 7 tháng 7 2021 nhé táo miền Bắc thì chưa có quả đâu Đấy, các anh chị xem ở trên Zalo theo số điện thoại 0368052750 táo của các anh chị em gửi trong miền Nam ra những hình ảnh rất là đẹp quả rất là sai ở khu vực Tây ninh khu vực vĩnh long cần thơ trà vinh sóc trăng gia lai các anh chị em gửi quả rất là sai rất là to nhé bởi vì ở trong đấy thì gần như kiểu quả nó ra quanh năm ấy chứ còn ở ngoài nhà em này chỉ được một một vụ thôi chuẩn bị bắt hụ, chuẩn bị ra làm hoa để ra quả các bác nhé Đấy thì uh, trở lại cái clip này đó là yếu tố quan trọng nhất tối thiểu nhất mà cây táo này sợ đó là gì mà đặc biệt là một hai ngày đang dự báo là có bão đấy các bác ạ sợ nhất là gió các bác nhé, không sợ cái gì bằng sợ gió. Nói chung là về sâu về bệnh về tất cả các thứ thì đều chống được nhưng mà bão gió bão đó là thiên tai là là là, là, là trời làm các bác ạ. Bão thì nhà còn đổ thì nói gì cây, cây cây táo đấy là bão to nhưng mà với gió mạnh thôi. Cái gió như cái cơn rông này này nếu mà không buộc là nó sẽ rụng gãy hết các bác nhé, rụng sẽ gãy cành hết. Thế nên là tất cả đều phải buộc từ lúc mà nó bắt đầu lên mầm là chúng ta đã phải buộc rồi đấy Trước khi đến khi mà có quả là chúng ta cần phải chống thật kỹ không là nó gãy cây gãy 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 cành gãy cây ấy đấy thì về cái tình hình về về cái cơn bão này thì dự báo là nghe thấy nó đang hướng đi thẳng vào khu vực miền bắc đấy rất là lo các bác ạ rất là lo mà sợ nhất là 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 là, là, là gió gió tầm này mà cứ gãy cây cái là coi nghỉ ăn các bác ạ. gọi là không không tính gì nữa bởi vì gãy cái cây này lên đúng nhỉ thì cái mậm của nó ra nó không kịp đủ để ra hoa nữa nó rơi vào tầm tháng tháng 7 tháng 7 sẽ bắt đầu có hoa các bác nhé tháng 7 thì những cái cây táo này bắt đầu có hoa cả cánh đồng này nó sẽ gọi là vàng hết hoa đi và ong bướm về rất là nhiều đấy thì bây giờ mà gãy thì coi như không tính nữa nên là tối quan trọng nhất là sợ sợ gió các bác nhé sợ gió còn nếu mà không chống được nó gãy là coi như hỏng ăn đấy em cũng chia sẻ các bác là như vậy coi như là nghỉ ăn uh, gió thì gió mà không chống thì gió nhẹ nhẹ nó cũng đổ nó cũng gãy vì cây nó rất là nặng cái chuyện cây cái, cái cành này này cái cành này nó rất là nặng đấy thì thì là như vậy các bác nhé chống thật kỹ vào buộc thật kỹ vào ờ, có một vài các anh chị em ở gửi lên Ví dụ như là các anh chị em ở <laughs> ở các khu vực khác ấy gửi zalo hình ảnh cho em ở buộc cái này được chưa ờ, như là làm dàn tốt như có dàn như cái cây chúng ta chỉ cần lấy cây tre, cây vầu thôi hoặc là làm dàn sắt, làm trụ bê tông đúng không nhỉ? Làm dàn thì có rất nhiều cái cách làm giống như là các anh chị em miền Nam làm bằng ninh thuận đấy, làm bằng trụ, làm bằng dàn dây thép đấy. Nói chung là cũng tùy thôi, đúng không nhỉ? Cơ bản là cứ chống là được, chống lên cho nó vững là được, đúng nhỉ? Không không cần phải mức độ là cứ phải bắt buộc là phải làm như thế nọ, làm như thế kia, đúng không nhỉ? Mà chỉ cần chống lên để cho nó vững, thế là ok các bác nhé. Đó thì đây gió nó gãy gió nó gãy đây, gió nó quật nó gãy nhà, cành bác này. Đây. Như em vĩnh ở cao bằng ấy, hôm trước <laughs> chụp ảnh lên bảo anh ơi em chống thế này được chưa? <laughs> Nhìn mãi không thấy cây chống, bảo em phải chống lại đi, không là nó không được đâu. À, cái cây trồng năm thứ hai nhưng mà chống cái cây bằng ngón tay này không được đâu các bác nhá, chống nó phải to nghe đây, gió vừa đấy, gió đây các bác này, gió nó lật đây, nó quật đấy gãy cành tay thôi chứ không vì là cành chính cành chính thì buộc hết vào đây rồi đây gãy cành tay thôi đây gãy cành tay này các bác này đấy, gió nó lật kiểu gió vừa rồi cơn rông nó quật đi quật lại là nó nó gãy hết nó tan hết nếu không buộc không vít ngọn không buộc xuống là nó 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 quật còn gãy hết cả ngọn cơ đấy đấy còn như em hùng ở đức cơ gia lai nhờ anh em chị em gia lai cũng rất là nhiều lấy cây giống bên trên núi đồi lục ngạn rất là nhiều thì cũng chụp ảnh gửi quả ra, gửi ra thì quả cũng rất là đẹp và trống như thế cơ bản là vẫn còn yếu nhé chỉ có như em thọ ở anh sơn nghệ an thì trống thấy đẹp nhưng mà hoa thì chưa thấy vì ở miền bắc thì chưa có quả còn ở trong nam thì bắt đầu có quả nhiều rồi quả càng sai trống thì càng phải kỹ nhưng không gãy là rất là tiếc vì một cái cành này nó ra các bác nhé một cái cành này nó ra thì nó ra nó nặng hàng, hàng tạ quả ấy nặng lắm các bác ạ các bác đừng tưởng tượng là một cái cành này nó ra hàng mấy chục cân và một cây nó nó hàng tạ quả thì nó rất là nặng nên nó gãy hết cành ít sược khẩn ra là quả nó không lớn là mất ăn luôn đấy nhá, đấy thì công tác đầu tiên đến thời điểm này có lẽ là tập trung sau vải sau vải thiều lục ngạn đó nhỉ thì em sẽ tập trung đầu tiên để giới thiệu với các bác là các bác tập trung làm dàn trống đi làm kỹ đi buộc kỹ đi đúng nhỉ đấy để chúng em không cần làm giàn thì như 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 này này các bác nhìn này đấy là buộc kỹ vào cái cái thân của cái vụ năm ngoái tại sao lại vạc gốc để tại sao lại vạc gốc đi bởi vì vạc cho nó cho nó không 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 chết hẳn nhé không cần chết hẳn này nó cây nó vẫn sống này các bạn này sức sống của cây táo thì nó mãnh liệt lắm đây đây vạc rồi nha vạc gốc đi rồi nha nhưng nó vẫn sống bình thường đấy nó vẫn ăn má lựa lên bình thường nhưng mình không cho nó lên mậm để mình để làm cái 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 trụ mình buộc cái cành của vụ tới đấy rất là chắc chắn và mình không mất nhiều công và cả rất là chắc chắn luôn các bác nhé còn nếu, nếu không các bác mà cứ cắt thẳng đi để cho cắt thẳng đi nhỉ nhỉ, thì các bác cứ chống lần lượt lên thì rất mất thời gian và rất là mệt thực sự là như vậy. Thế thì cơ bản là mình làm sao để mình rút bớt công của mình đi, đúng Mình rút bớt công của mình đi, mình làm càng ít đi càng tốt, đúng không? thì cái này cứ lên rồi, chúng em chỉ buộc một buổi buộc vào đây là OK thôi. Lấy dây buộc, dây vải buộc là OK nhé. Đó. Thì cái clip đầu tiên về về táo nhé. Thì các anh chị em ở làm táo thì có lẽ là cũng rất rất là quen rồi. Nhưng với nhiều anh chị em làm lần đầu, rất nhiều anh chị em làm lần đầu thì các anh chị em cũng lưu ý nhé và cũng lưu tâm đấy thì sợ nhất là gió mà đặc biệt là có cơn bão này chuẩn bị vào nhỉ thì chẳng chống thật kỹ vào thật tốt vào đấy không là cứ cơn nhọ cơn cơn nhỏ nó cũng 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 gãy cành chứ chưa cần nói cơn to các bác ạ đấy thì thời điểm này là thời điểm mà anh em chúng em lại bắt đầu chuẩn bị bước tay vào bắt tay vào chăm táo nhé chăm táo thời điểm này thì cũng chưa thực ra là cũng chưa <laughs> chưa chưa phải làm gì nhiều đấy như một vài bác đấy khoanh khoanh vỏ đấy quanh vỏ hoặc là cắt ngọn hoặc vít cành hoặc là chống gian thôi làm một vài buổi là xong nhé. Còn khi mà trọng điểm nhất đó là thời điểm mà thu hoạch thôi. Còn vì táo này chăm sóc nó cũng rất là nhàn, thực sự rất là nhàn, làm cũng rất là đơn giản chứ không phải là là, là cầu kỳ gì cả không nhỉ Khi mà có hoa, chúng ta sẽ 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 thúc hoa thúc quả thôi. Đấy thì xử lý trong cái quá trình xử lý đợt tới thì em sẽ cũng sẽ ra những cái video để các anh chị em có thể vận dụng nhé. Thì có rất nhiều cái cách làm mà anh chị em làm theo kinh nghiệm của mình Đặc biệt là với mảnh đất lục ngạn đúng không nhỉ Vựa trái cây miền Bắc đúng không nhỉ Em xin nhắc lại là ngoài vải ra Thì còn có táo, cam, bưởi, cây có múi đúng nhỉ thì Và trước mắt đến thời điểm này thì Những cây táo này là cái cây mà chúng em sẽ chuẩn bị chăm Để cho nó vục mạnh lên cho nó có hoa nhé Có hoa để đón vụ quả wow, cuối năm sẽ bán nhé Và hy vọng là dịch giã nó sẽ qua nhanh Cuộc sống bà con trở lại bình thường Mọi giao thương nó trở lại ổn định để hoa quả là tới anh em chúng em sẽ uh, nó đi nó bán cho suôn sẻ đấy nó là cái mong muốn của tất cả bà con thôi Thế thì một ngày ví dụ như vụ táo anh em anh em chúng em ở cuối năm ấy, một ngày nó táo này táo xuân táo đài loan này cung cấp ra thị trường nó hàng nghìn tấn các anh chị nhé nó lớn lắm nó nhiều lắm bởi vì tất cả cái mảnh đất ở khu vực chỗ như em này thì uh, chỗ cao thì trồng vải chỗ thấp thấp thì trồng cam bưởi cũng nhỉ hoặc là có táo nhỉ đa phần là táo ngoài ra táo còn trồng ở tất cả các tỉnh nữa tất cả mọi ở các nơi nữa nhiều táo lắm các bác nhé nhưng mà cái thị trường tiêu thụ rất là tốt bởi vì là cái chất lượng rất là ok giá cả tiêu thụ đều đặn hàng năm cũng trên dưới ví dụ như năm ngoái đều đặn là trên dưới 20.000 nghìn đúng không nhỉ Để trừ khi mà có dịch nó bùng dịch mà chợ đóng cửa thì nó sẽ ảnh hưởng thôi còn nếu không thì đều đều là như vậy còn có năm nó sốt sốt cứ đều đều là trên dưới 30.000 một cân Đấy, còn ví dụ các anh chị em mà bán lẻ như là trồng ít ít bán lẻ bán dọc đường như ở khu vực Hà Nội, khu vực các tỉnh thì đều bán 3 40 nghìn một cân cơ. Đấy giá cũng rất là ổn định và ăn rất là ngon, chất lượng rất là tuyệt vời. Đó thì trong clip này ngày hôm nay thì em cũng chỉ xin chia sẻ với các ông một cái gọi là thông tin là chỗ nhà em có mưa thôi nha, mưa gọi là mưa tí tẹo, mưa, mưa, mát trời, mưa mát đất thôi. Đấy còn chưa bỏ bèn gì cả và có cơn rông cơn gió. Và đặc biệt là khuyến cáo với các anh chị là chống thật kỹ, chống thật tốt làm dàn trống thật công phu cũng được hoặc là làm theo cái những cây cây vần cây dốc như anh em chúng em đây này đấy nhiều bác ở trong miền Nam thì vẫn cứ chê anh em chúng em là làm sơ sài nhưng thực ra là làm thế này thì cũng cũng cũng, cũng ok lắm các bác nhé đây chống được thoải mái luôn các bác ạ. đấy dàn nó như này này đấy, còn đợt tới thì có thể có thể chống thêm này còn nếu không thì cái cây này cũng, cũng tương đối là là vững chắc cái này, này đấy cái tình hình là như vậy các bác nhé thì em cũng xin nghe. chào và cảm ơn các anh chị Chúc anh chị sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Luôn đồng hành ủng hộ cùng với hoa quả núi Đôi lục ngạn 98. Và trong cái quãng thời gian tới cũng thì sẽ là tập trung cũng ra nhiều cái clip về hoa quả cũng như là về cách chăm sóc táo vải và các clip khác cũng nhỉ. còn mùa này thì chắc là hoa quả ăn thì sẽ rất là ít các bác ạ. không có hoa quả ăn mấy đâu chỉ bây giờ chuẩn bị có nhãn thôi nhưng mà nhãn anh em chúng em cũng phá đi nhiều đấy thì lục ngạn là như vậy Wow, um, bây giờ chăm sóc và cây ăn quả là như thế các bác nhé thì em cũng xin kết thúc video tại đây xin chào và hẹn gặp lại các anh chị